Tiếp tục đến nhà vườn của anh Thuận ở Lai Vung Đồng Tháp. Hôm nay có một số mặt hàng hoa kiển muốn giao lưu tới gửi tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào anh Thuận. Rồi dạ em chào anh Thái ạ. Mến chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh Pháp Phá TV. Thì hôm nay trở lại nhà vườn em có số mặt hàng bông giấy dưới phôi quý cô chú anh chị và cặp bông trang lá đỏ thái đỏ bình trà ha. Muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị, lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào lời chúc quý cô chú anh chị mình ha một ngày mới thật là niềm vui hạnh phúc làm ăn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Địa chỉ em thì Tân Long Hòa Thành Lai Vung Đồng Tháp, số điện thoại em là 0899486958, đó là số lô em luôn quý cô chú anh chị. Rồi đầu tiên xin vô cây số 1 ha, là một cây tím pháp ha, tím pháp tím chuông, tím pháp tím chuông là nói quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 70 ha, tán ngang mình 78, cây một rễ luôn ha. Một rễ luôn ha. Rồi hoành đây là 12 ha. Rồi cây số 1 này em xin giao lưu giá 250.000 luôn ạ. Giá bên em nó bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 2. Rồi, cũng là tiếng Pháp nữa ha. Đang nó đang lên bông nha quý cô chú anh chị. Cái này là về tới quý cô chú anh chị là vừa ha. Rồi chiều cao mình 67 ha. Tán ngang mình 70. Một rễ. Cái này quá đế quái nha. Hoành đây là 12 luôn ha. Rồi cây số 2 này em xin giao lưu cho 250.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 3. Cây một cốt quý quân gì? Đó. Liên pháp luôn ha. Cây này mùi rễ quái ha. Rồi chiều cao mình 89 ha. Tán ngang mình 70. Tược lên quá trời ha. Rồi hoành đây là 12 luôn ha. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu cho 250.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 4. Vẫn là tím pháp luôn ha, một rễ ha. Rồi chiều cao mình 70. Tán ngang mình 75. Một rễ luôn, đo ngay đây đi. Hoành đây 12 luôn ha. Rồi cái số 4 này em xin giao lưu cho 250.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 5. Là một cây tím bướm nha quý cô chú chị. Hàng này hàng đẹp ha, hàng này trồng 3 chậu ha, đế sổ rất cao ha. Cái này là ăn tiền bộ đế nha quý cô chú chị. Đó. Rồi chiều cao mình được 80 ha. Tán ngang mình 79 ha, như 80 luôn rồi. Dòng này hoa sai. Đế nó trồng 3 chậu nha quý cô chú anh chị. Rồi mình neo đây là 20 ha. Rồi số đế luôn anh. Rồi số đế quá cao ha. Số đế 40 hay 44 ha. Đế còn sạch ha. Đế sạch nè. Cái này trồng 3 chậu nha quý cô chú anh chị. Đế cao ha. Rồi cây số 5 này em xin giao lưu cho 550.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 6. Lô này trồng 3 chậu không hiểu quý cô chú anh chị. Bộ đế rất đẹp ha. Rồi chiều cao mình 85 ha. Tán ngang mình 79. Rồi hoành neo ở đây là 20 luôn ha. Sổ đế luôn nè, đó sổ đế quá cao ha, sổ đế 42 ha. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu cho 550.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 7. Lô này trồng 3 chậu, sổ đế rất cao ha. Rồi chiều cao mình 85. Tán ngang mình 80. Rồi hoành đây là 20 ha, 19,5 tính ra tính 19 rồi ha. Rồi cái số 7 này em xin giao lưu giá 500.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 8. Rồi chiều cao mình 87 ha. Tán ngang mình 80. Rồi số đế. Rồi số đế được 40 ha. Rồi hoành đây là 19 nha quý cô chú anh chị. Rồi cái số 8 này em xin giao lưu cho 500.000 luôn ha. Bộ đế quá dài quá đẹp. Tiếp theo cây số 9. Cái này nó mới lên bông ha, về quý cô chú anh chị là vừa ha. Nó lên bông quá giờ nó rụng cũng vậy ha. Rồi chiều cao mình 89 ha. Tán ngang mình 80. Rồi số đế được 44 ha. Mình đang ở vị trí là 19 nha quý cô chú anh chị. Rồi cái số 9 em xin giao lưu giá 500.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo cây số 10. Nguyên lô này là chân dài không ha.
Rồi chiều cao mình 80, tán ngang mình 75. Rồi hoành eo đây là 19 luôn ha. Sổ đế cho cũng vậy cô, chỗ đế 40 ha. Rồi cái số 10 em xin giao lưu cho 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 11. Nguyên cái lô này trồng 3 chậu không hiểu quý của chú anh chị, đế cao ha. Rồi chiều cao mình 80. Tán ngang mình 75. Hoành đây là 17 ha. Rồi cái số 11 này em xin giao lưu cho 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 12. Rồi chiều cao mình 90 ha. Tán ngang mình 75. Rồi hoành đây là 22 ha quý cô chú anh chị. Đế rất đẹp ha. Rồi cái số 12 này em xin giao lưu cho 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 13. Nguyên lô là đế rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế dạ. Chiều cao mình 85 ha. Tán ngang mình 80. Rồi hoành eo đây là 16 ha. Đế rất đẹp nha. Rồi cái số 13 này em xin lưu với 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 14. Nguyên lô này quá đẹp cái bộ đế. Rồi chiều cao mình 81. Tán ngang mình 70. Rồi hoành eo ngay vị trí là 19 ha. Rồi số 14 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 15 là một cây đỏ lửa nha quý cô chú chị. Hàng này nó đang mới lên bông ha. Hàng này về tới quý cô chú anh chị là bông rực rỡ ha. Nó đang nằm cơi no đọc non là lên bông ha. Rồi chiều cao mình 1 mét ha. Tán ngang mình được 80. Rồi hoành eo ra 13 ha. Rồi cái số 15 này em xin giao lưu giá 350 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 16. Đúng là đỏ lửa luôn ha. Đó, nó đang lên bông quá xa. Chiều cao mình 1m02. Tán ngang mình 75. Rồi hoành đây là 13 ha. Rồi cái số 16 này em xin giao lưu giá 350 ngàn luôn ạ. Giá bên em nó bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị mình ha. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại em ha, 0899486958, đó cũng là số Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 1m. Tán ngang mình 75. Hoành eo này 13 luôn ha. Rồi cái số 17 em xin Zalo cho 350 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 18. Đúng là đỏ lửa luôn ha. Con tàn rất đặc nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 1m12. Tán ngang mình 80. Rồi hoành đây 13 luôn ha. Rồi số 18 em xin giao lưu cho 350 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo cái số 19. Vẫn là đỏ lửa luôn ha. Lô này nó mới lên bông nha quý cô chú anh chị. Vậy tới quý cô chú anh chị mình thì nó lên rực chân ha. Rồi chiều cao mình 1m03. Tán ngang mình thì 80. Hoành đây 13 luôn ha. Lô này hoành đều rang ha. Số 19 em xin giao lưu giá 350 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 20. Vẫn là đỏ lửa luôn ha. Rồi chiều cao mình 99 ha. Tán ngang mình 87. Hoành này chắc cũng 13 luôn. Rồi hoành được 13 luôn ha. Rồi cái số 20 này em xin giao lưu cho 350 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 24 là chuyển qua phôi nha quý cô chú chị. 21 chứ. 21 là một phôi giấy ha. Phôi đẹp nó vô chậu sẵn ha. Về quý cô chú chị mình chờ lên bo là mình ghép thôi ha. Lên tược mình ghép. Chiều cao 55 ha. Rồi hoành cổ này vị trí này là 38 ha. Tổng cái nồi được cái tổng cái nồi là 65 ha. Rồi cái phôi số 21 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ.
khi đi em gửi luôn cái chậu cho quý cô chú chị mình ha, về để nguyên chậu vô chợ lên tược mình ghép ha. Cái này em vô chậu sẵn hết trơn ha. Rồi tiếp theo số 22. Rồi chiều cao mình được 63 ha. Rồi hoành eo chỗ này là 29 ha. Tổng cái nồi cái nữa đi. Rồi cái nồi được 65 luôn ha. Rồi số 22 em xin luôn giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 26. 23. 23. Mình quay số cho tao thấy lính tao đọc lộn hoài. Rồi chiều cao mình 56 ha. Rồi hoành eo là 31 ha. Rồi số 23 này em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 24. Đó. Thôi này quái quái ha. Rồi chiều cao mình được 63. Hoành này là 27 ha. Hay quay chỗ này là nó bị khi em vận chuyển nó chày không biết của chú chị em xử lý keo ha. Cái này nó ráo mặt rồi ha. Không sao ha. Không thành vấn đề ha. Rồi số 24 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 25. Ồ, hồi này quái quái ha. Dán hơi bài bài ha. Chiều cao mình 53. Hoành eo là 29 ha. Rồi cây số 25 em xin giao lưu giá 500 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 26. Cái này là mình vô chậu sẵn rồi, về với cô chú anh chị mình chỉ cần để vậy thôi, nó lên được là mình ghép thôi. Rồi chiều cao mình 62. Rồi hoành eo đây là 32 ha quý cô chú anh chị. Rồi cái số 26 mình sẽ giao lưu 500 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 27, tới lô nhỏ hơn tí ha. Rồi chiều cao mình được 68 ha. Hoành eo đây là 27 nha quý cô chú anh chị. Rồi số 27 em xin giao lưu 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 28. Rồi chiều cao mình 39 ha. Rồi hoành eo đây là 28 ha. Rồi số 28 em xin giao lưu 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã số 29. Chiều cao mình 57 ha. Hồi này quái ha. Hoành eo là 25 ha. Rồi số 29 em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 30. Đó, một cốt ha. Rồi chiều cao mình 70. Tổng hoành eo của này là 26 ha. Rồi số 30 này em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 31. Rồi chiều cao mình 65. Hoành eo là 25 ha. Rồi số 31 em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 32. Để bằng xe em để vô đưa vô mình tao chơi. Chiều cao mình 37 ha. Rồi hoành eo đây 28 ha. Rồi số 32 em xin giao lưu 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 33. Đó, coi này quái quái ha. Rồi chiều cao mình 59 ha. Rồi hoành ra 27 ha. Rồi số 33 này em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 34. Chiều cao mình 56. Hoành eo đây là 25 ha. Cái này để đặt ha. Để đặt nha, một củ đặt hừ nha quý cô chú chị. Rồi cái số 34 này em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 35. Một rễ ha. Một rễ, chiều cao mình 52. Rồi hoành eo ở đây là 23 ha. Rồi số 35 em xin giao lưu giá 400 ngàn luôn ạ.
Rồi tiếp theo số 36. Đó, một cái củ đặc thù luôn ha. Dáng hơi bay bay ha, chiều cao mình là 76 ha. Rồi quanh nhau vị trí là 24 ha. Rồi số 36 xin giao giá 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 37. Đó, con này quái, đế quái. Chiều cao mình 39 ha. Rồi quần eo đây 25. Rồi số 37 em xin giao lưu giá 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 38. Chiều cao mình 49 nè. Rồi quần đây là 26 ha. Rồi số 38 em xin giao lưu giá 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 39. Một củ đặc thù luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao mình 60 ha. Hoành đây là 25 ha. Rồi số 39 em xin lưu giá 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 40. Chiều cao mình 60 ha. Hoành eo là 26 nha quý cô chú anh chị. Củ này quái ha, nên nằm như con thú ha. Rồi số 40 em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo 41. Đó, đó. Chiều cao mình 46 ha. Mình neo đây là 25 nha quý cô chú chị. Rồi số 41 em xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 42. Chiều cao mình 39 ha. Quần neo là 29 nha. Rồi số 42 em xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Tiếp theo 43. Chiều cao mình 50 ha. Quần neo ở đây là 27 ha. Rồi số 43 xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Tiếp theo 44. Con này quái nha. Chiều cao mình 42 ha. Rồi quần eo là 21 ha. Rồi số 44 em xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 45. Một củ đặc thù ha. Chiều cao mình 70. Rồi chiều hoành eo đây 23. Rồi số 45 xin giao lưu với 350.000 luôn ạ. Tiếp theo 46. Chiều cao mình 63. Tổng hoành eo đây 20 ha. Củ này rất đẹp ha, một củ đặc thù ha. Rồi 46 xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 47. Chiều cao mình 68 ha. Rồi hoành eo đây là 25. Rồi số 47 xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 48. Chiều cao mình 60 ha. Tổng hoành eo này là 21 nha. Rồi số 48 em xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Bên gọi luôn chắc lính này nén luôn. Số 49. Chiều cao mình 54 nha. Này em phân ra từ lô cho quý cô chú anh chị mình dễ lựa ha. Hoành eo 23. Rồi số 49 em xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ. Tiếp theo số 50. Trời ơi nó nằm cái đuôi này. Lô nó nằm đá ha. Giống con tôm thôi. Giang với con thú ha. Rồi cái này ra chiều 3 giống là chiều cao rồi ạ. 85 ha. Rồi hoành cổ này là 27 nha. Rồi số 50 em xin giao lưu cho 350.000 luôn ạ.
51. Trời ơi, củ này nó quái với cô chú anh chị. Cuộn xe tròn ha. Chiều cao mình 50. Rồi hoành nghĩa là 20-21 ha. Rồi số 51 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 52. Chiều cao mình 50. Hoành eo đây là 17 ha. Rồi số 52 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 53. Chiều cao mình 50. Tổng mình cổ đây ha, cổ đây 17 luôn ha. Rồi số 53 em xin giao lưu với 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 54. Cũng được quái nha. Chiều cao mình 45 ha. Hoành eo đây là 19 nha quý cô chú anh chị. Rồi số 54 em xin giao lưu với 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 55. Cái lô phôi này khi đi làm gửi luôn cái chậu cho quý cô chú anh chị mình ha, về để tới nó đâm tược mình ghép ha, em gửi nguyên chậu luôn nha, quay sao em để vậy ha. Rồi chiều cao mình 48, hoành đây là 16 ha. Rồi số 55 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 56. Rồi chiều cao mình 48 ha. Rồi hoành cổ đây là 23. Rồi số 56 này em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 57. Chiều cao mình 42. Hoành eo là 18 ha. Rồi số 57 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo 58. Cái phô này lùng lực ha. 30, chiều cao 30. Rồi hoành cổ cái này là 19 nè. Rồi số 58 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Tiếp theo số 59. Cao mình 48. Hoành đây 15 ha. Rồi số 59 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Rồi tiếp theo số 60 cũng là hết dàn phôi luôn ha. Bây giờ em qua giao lưu cặp thái đỏ ha. Chiều cao mình 31. Hoành đây 17 ha. Rồi cái số 60 em xin giao lưu cho 300 ngàn luôn ạ. Để về sau rồi vô bay. Để đi. Kéo này ra trong thái vô bay. Rồi tiếp theo qua giao lưu cái cặp thái đỏ bình trà nha quý cô chú. Hàng này hàng nằm chậu ha. Do nó nặng quá khiêng không nổi ha. Giờ mình đo cái tổng cái bình cho quý cô chú chị mình xem ha. Kéo đó ra bay cho anh Thái vô bay. Kéo ra đường giữa cho anh đứng được rồi. Rồi tổng từ cái quai qua tới cái mỏ ha là 1m31 ha. Tổng cái chiều cao của bình trà là 99 ha, gần 100 nha quý cô chú anh chị. Tổng nữa cái hoành bụng bình nó đi ha. Đó, tổng nữa hoành bụng là 1m12 ha. Đo cái nắp nha, nắp nhạo trên đi ha. Cái nắp này được 22 ha. Cái này mà tổng hết trơn cái thước là chắc hoành 22 mấy ạ, 2 mét mấy nha. Mình đo hảo cái mỏ bình đi ha. Tổng cái mỏ bình là 60 ha. Mình đo tổng cái quai đi ha. Để quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cái quai nó ha là 86 ha. Qua cây bên đây coi. Rồi chiều ngang từ cái quai qua tới cái mỏ bình ha là 1m32 ha. Rồi cái nắp cũng 22 luôn ha. Chiều cao tới đây là 97 ha. Đo nữa cái bụng nó bình ha là 1m07 nha. Rồi cái cặp bình trà này là em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình, là em giao bao xe tải nha, giao xe tải nha quý cô chú anh chị. Cái này là không có đi hàng bưu điện được ha.
Là một cặp em giao lưu với quý cô chú chị là 7 triệu đồng ha, em bao phí ship cho quý cô chú chị mình 200 km ha. Và đi xe tải 200 km quý cô chú chị. Rồi một cặp gì là 7 triệu. Cái này hàng này là không có đi bưu điện được rồi. Quý cô chú chị nào chốt một cặp để trước cửa nhà để dành gót cạo luôn ha. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú chị mình thời gian quá thương tình tin tưởng ủng hộ nhà vườn em ha. Mến chào quý cô chú chị, hẹn gặp lại clip sau. Clip sau em sẽ lên mẫu đơn cho quý cô chú chị mình ha. Rất là dày luôn ha. Tàn dày đặc luôn. Không có chỗ trống kìa, cái này nó đang lên bông thôi chứ nó lên một cái là không thấy được cái lá luôn nha quý cô chú chị, dòng thái đỏ lên một cái là không thấy cái lá ha. Thấy mặt bông không ha. Rồi, hẹn gặp lại quý chị vào clip tiếp theo của nhà vườn anh Thuận ha.